Đâu được, ngon lành. Hello, rồi, Dạ, sao? dạ thầy. Còn có tao hai cái đầu gói này nè. Vậy thôi à? Dạ. Thầy À, coi trên mặt tôi. vậy là phải gì đó ăn 16-8 thôi. Ăn 16 tháng. Ăn 16-8 vì tất cả những cái trường hợp mà bị đau mà đầu gối á, À. là đều là do là cân nặng hơi. Kinh nặng. Cơ cái người nó nặng quá. À, nặng quá. À, phải xuống ký. Đây phải xuống ký. Tôi muốn xuống ký là nó khó, lên ký là lẹ lắm. Một tuần lẽ tôi mập 10 kg là được, mà trời 6 tháng là tôi muốn xuống 2 kg 3 kg là cũng không có. Thì ăn Nên 16 tôi ăn tháng. ít lắm. Bây giờ anh ngồi xuống đứng dậy thử coi. Ngồi xuống. Rồi, Đang đứng đợi. dậy. Ồ, tới đó thôi. À. À, ta 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 ngồi lại, ngồi lại, ngồi lại. À. Rồi. Thôi thôi đừng đừng cái. À. Tới đó thôi gì phải không? À. Rồi, vậy nằm xuống đi. À. Rồi, nằm lại xuống đây. Nằm Đầu úp à, nằm đây, mặt. đầu đây. Nằm úp à? Rồi, nằm nằm úp, nằm úp, Nằm úp à? nằm úp. Dạ. Rồi. Để kiến nhà. Rồi. Dạ, kiện ra. Rồi bỏ đi. Ừ. Bỏ dưới đây. Đó đây. Rồi, hai cái tay xuôi bằng nhau đó, áo đó, vậy đó. Rồi, tốt quá. Chỉ có cái là ông phù hai cái chân thấy không? Ông bị suy giãn tĩnh mạch chân luôn à. Nó sưng hết rồi. Thấy không? Cái này là phải chút xíu mình sẽ mở cái mấy cái van ở đây ha. Rồi. Ok, rồi, nằm ngửa đi. Buồn ngủ à. Nằm ngửa, nằm ngửa lại, nằm ngửa lại. nằm ngửa cho ông kéo cái cho ông thông nữa. Rồi. Rồi, nằm ngửa đây nữa, nằm ngửa. Dạ, nằm ngửa. Rồi. Tao te rồi. Không thể đâu. Dạ. Dân này dân chiến trường mà. Rồi. Rồi, thả lỏng mềm mềm ra nữa. Mềm đó. Hay. Mềm. Ấy. Ấy, 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 ấy. Rồi trong cái gói, trong nằm cái gói. Rồi, xăng cái quần lên. Xăng cái quần, quần xăng lên luôn, lên, lên, lên. Không bị suy nghĩ đến mệt đó rồi. Đứng nhiều Chân quá. đứng nhiều. Đứng nhiều quá. Đứng nhiều quá. Đứng đi nhà hàng rồi. Đứng mấy chục năm rồi. Rồi rồi mấy chục năm luôn. Rồi cái chân mà bị mà không có không có ngồi xuống được vậy là bay lâu rồi. Dạ. Mất bao lâu à? Ít có để ý ngồi mà trên một một Hồi đó giờ không có ngồi được phải không? không không cũng từ đây thôi cũng năm mấy 2 năm thôi. Rồi, để mọi người lên đây, đây nè. Cái này cái cơ này á là cái để mà cho nó mạnh nha. Thì cái đường này á là nó chạy từ đây nha, nhìn nè. Thấy không rõ không? Nè. Thì nó chạy từ đây nè, nha. Nó dọc xuống đây và nó dòng xuống đây, cho nên cái chỗ này rất đau. Nè, nè. Ấn đây ha. Thì để hay mà làm đây thì nó sẽ mạnh cái chân lên. Do đó là mình sẽ dùng cái dầu mình bôi ở đây ha. Nó gọi là cơ chạy trước nha. Rồi sau đó là mới dùng cái tay nè đẩy nè ha. Đó nè, nó cực nè, đó nè, đào thấy không? Rồi chỗ nào cực cái là mình giải ha. Rồi làm thử đây đi. À. Ê, cơ chạy trước. Rồi khi làm cái này thì chân nó mới mạnh lên được. Rồi ấn vô trong cái điểm đó đó. Năm mấy 2 năm nay tôi ít ít có ngồi. Không, không, cảm bây giác giờ ông này ông chịu đau giỏi lắm. Bây giờ là em đẩy lên, em thấy chỗ nào nó cộm. Đừng có chạy nhanh quá.
em đi từ từ rồi cái chỗ nào mà nó còm á thì em sẽ ấn xuống thả đó, thấy không chỉ chưa làm hút diêm vòm không thấy đào cứ hai từng vù mà làm chỗ đó thấy đào đó rồi chỗ nào đau ấn xuống thả cái vô bị tắc nó bị tắc thành ra ấn thả từ một nửa năm nay làm cho tay chân nó ư tê à, tay chân sao tay chân ư tê á nhiều khi nằm ngủ á ư tê tay chân rồi phải chườm đá thôi cổ cổ đều dính hết rồi tuổi lớn rồi tới lúc là phải vậy chứ đó thì em ấn xuống vậy rồi thả ấn xuống rồi thả rồi chân bên kia là Hùng làm nhé tháo ra tháo dây thun ra cái cây này là mới được có cái cây đó là bộ ấn nó ấn nó mới xuống đủ sức thầy có cái gì thánh đó có hả dạ vậy để tôi thỉnh một cái cây lấy cái cây với hai cái đó mấy cái dầu dầu nữa về làm bây giờ là làm vậy thì nó mới giải được cái đó rồi trà lên em làm từ ở cái bẹn của mình đó, đi xuống đó, nó có 46 cái van tĩnh mạch mà mỗi một bên là 23 cái van ha thì thường thường là máu động mạch đó là nó đi ra thì nó không có gì chặn đó. Nhưng mà máu mà dòng ngược trở về tim mình đó, thì nó bị chặn tới mấy chục cái trạm cái đó để nhằm mục đích đó là nó thanh lọc mấy cái chất độc đồng thời là nó cản trở bớt cái lực của máu về tim nó không làm cho tim tổn thương bị đột quỵ tình thử là khi mà nó đi về giống như hồi nãy cô cái chân cũng vậy đó thì cái máu nó về nó bị vậy đó thành thử là bây giờ mình phải mở mấy cái van nó ra thì thay vì đặt cái stent tim thì cái này là mình mở nó ra nhưng mà anh này á hoặc là cô đã là phải tập một cái bài tập tức là mình cầm cái hiện tượng mình dậm gót anh mỗi ngày mình dậm gót thì máu nó rộng để về tim nha yeah. Thì nó vọng về cái tim nó làm cho cái tim mình nó hoạt động lại nó bơm lại à. Rồi mấy cái van này bắt đầu nó phải mở từ ra hết cái đó thường chân bị cái tay có bị không này tay cũng bị nữa thành ra mình rờ vậy mình có cái cây đó dạ. Mình rờ mình chạy đó cô nhìn đó dạ. À, cô nhìn nó làm đó hả dạ. Thấy không thì cái này là cái cách để mở cái van tĩnh mạch à, thì cái cơ này gọi là cơ chạy trước là nó nằm ở cái đầu gối nó chạy dài xuống cái lòng bàn chân á thì Nhật á là nó có cái điểm nó gọi là Sanri tức là mấy anh cha xe mà bên Nhật nó kéo xe cút kích á thì cái chân nó mỏi tại nó sử dụng nhiều cái chân thì lúc đó mình làm mạnh cái này lên á thì cái điểm nó giải chút xíu là ông sẽ ngồi xuống đứng về bình thường ra mấy năm nay cũng bị cứng cái chân rồi đó. Nhưng mà sẽ phải là làm cho đi lại cái bình thường không? Thì bây giờ trước hết là phải mở mấy cái van này ra cho nó thông hết máu huyết ta lưu thông hết bắt đầu mới chữa cái gối cái điểm cuối là mình sẽ ra mà mình sẽ chấm một cái điểm ở ngoài sau nó nha ở ngay ở dưới lòng bàn chân đó nha chút xíu thì chỉ cho thì bà ấn cái huyệt đó thì nó mới mạnh được tha dầu nhớ tha dầu đừng có làm không cái dầu đâu cái dầu da dầu cái dầu này đặc biệt của mình nó dựa chế bên Việt Nam thì mình làm bằng cái phương pháp nano dầu này là ở dưới miền Tây nhiều lắm á nghệ vàng với nghệ tím biết nghệ tím gì nghệ đen đó phải không? Nó đó thì cái nghệ nó lá như lá nghệ nhưng mà chính giữa nó có làn tím
À, thì cái củ này là màu tím màu đen. Thì cái đó nó mạnh lắm. Hồi xưa cái nghệ nhãi này đó là mấy người mà người ở Khmer rồi đó, họ họ nói là dùng để chữa là trặc đã đó. À, trặc đã tức là họ lấy cái củ nghệ này cộng với củ ngải đó nè, người ta đâm cho nhuyễn ra, rồi người ta xào giấm, người ta bó xương, thì nó làm cho lành xương lại. À, nó lành xương lại. Cho nên đó là sau này mình mới cái công thức này mình chế làm nano, chế ra cái tinh dầu này. Thành ra cái tinh dầu này nó mạnh lắm. Không. Ép từ cái cây đó ra, nó lấy cái tinh dầu á. À, tinh dầu ra cái sức mạnh của nó mạnh lắm. Nhưng mà nó hay cái chỗ là gì nè. Tại vì nó có tác dụng hoạt huyết nhưng mà nó lại không nóng. Cho nên á là bôi vô vô mát mát. Dạ, thì mát mát. Thì nó lại mà nó lại hoạt huyết. Cho nên khi mình thay dầu nóng á, nó sưng cái giò mình lên, nó làm viêm mấy cái đó. Dạ. À. Đúng rồi đó. Em dùng cái đầu kia quay trở lại. Bởi vì bởi cái đầu nhỏ đó, cái đầu đó là không có đây nè. À. Điểm ở đây nè. Nó chạy ra từ đây nè, nó vòng ở đây nè. Đây đây nè, thấy không nè. Đây nè, nó đâm đây. 1 2 3 4 5 6 10 thả ra. 1 ha. Thả ra, thấy chưa? Đó. Rồi. Cái nghệ đen là nhãi hết à? Thì hồi xưa ông bà mình hay kêu gọi là nhãi, nghệ nhãi, nhưng mà thực ra nó là tên nó đúng, gọi là nghệ tím thì đúng hơn ha, hay là người ta nói nhãi tím cho nó khác, cho nên mình đặt cái tên này tên là dầu nhãi ha. Thầy nó đi bông gân là thay sức được luôn hả thầy? Thì bông gân bông đồ hết đó. Thầy có gửi cho em cái công thức để chữa nó đó. Thí dụ như bị trĩ, nó hay nó lắm. Thế gì bị trĩ thì dùng đá nóng á, thì em làm cái đá nóng cái chườm ngồi trên á, cái đá nó ấm lên trên cái hậu môn của chỗ bị trĩ á, chừng nửa tiếng hồ sau cái lấy cái dầu ngải này bôi vô trong đó thì vài lần nó tiêu hết. Còn cái môi miệng mình á, mà thí dụ như môi là khô rồi ha, nứt rồi ha, thì một là này, hai nữa là cái hồi sau là lợi kìa, lợi lấy cái đó đó kia đó đó. Yeah. Đây đưa đây đây ha. Thì cái này á là nước môi nước đồ ha, thì là hay lắm. Hồi xưa là môi mình hay bị khô, đây là mình bị mùa lạnh rồi đó, thì cô lại bôi cái này nè, thì nó mềm hết mà nó làm cho mấy vết nứt hết nè đó. Làm thử cho biết đây. Yeah. Ha, rồi lấy một xíu thôi đó, rồi bôi lên môi đó. Ở bị nứt bị nổi môi luôn chà môi luôn, chà môi luôn, nó làm cho mềm hết, nó không có bị nứt bị khô đó. Thấy không? Yeah. Đó, mà dễ chịu lắm, nó là không có là cái cảm giác khó chịu vậy, nó cầm luôn không, để tôi chia ít nha. Rồi chút xíu có cháu rồi có. Thành ra là mấy cái này hay bị gì, thực ra đem qua đây cũng ít, không có nhiều đó. Rồi do đó là khi mình chỉ... rồi sao rồi xong chưa, rồi bây giờ cho anh nằm sấp cái đó xuống, giờ anh nằm sấp xuống, úp mặt xuống, sấp mặt, úp mặt, rồi úp mặt vô cái lỗ á, được đâu còn chịu chơi lắm, chịu ngon. Rồi lấy cái micro ra để đè trúng, rồi úp mặt vô đó, rồi hai tay xuôi xuống đó, rồi đó vậy đó. Rồi rồi mọi người thấy cái chân bị không, rồi làm đi ba đường bôi thì vô đó, ấn sau chân là đúng ba đường hả con? Dạ, ba đường. Ba đường ấn trước thì một đường đó, bên ngoài ngay cái xương, kế bên cái xương. Rồi bây giờ đẩy nè, đẩy lên thì cái chỗ nào có thì mà nó cục cái nó cục nó dướng lại, nó nổi cục đó. Dướng là gọn liền. Chứ không phải là dướng nó có cục luôn là mình khớp đi được rồi. Cái này nó chút xíu nhưng mà mình cảm giác được. Cảm nhận được. Thấy không, cái chân phù hết không? Nó đi là phù hết. Phù tại vì nó máu nó về không được, nó ứ nó động lại nó dồn xuống. Thật ra cái này là
là phải thực hiện. Thứ nhất là ông phải ăn 16-8 nè, thứ hai là phải hớp không khí nè, rồi thứ ba là phải chườm đá nóng nè. Vài bữa là chân xẹp lép hết, ngon lành hết. Chườm đá nóng là để chân lưng, để dưới chân, để gan, để cho gan, để gan. Cái này không được đụng, cái đá nóng mà đụng dưới chân này bị liền là nó sưng chân lên liền. Để gan thôi, để gan thôi. Nhưng mà mấy người nào mà bị trĩ đó thì để dưới đít đừng cho nó ấm lên đó, chân phù hết, mắt cá rồi sưng hết rồi. Mà chân cẳng của ông là khỏe lắm, nhưng mà đây tuổi lớn nó bắt buộc nó phải suy giãn tĩnh mạch thôi. Trẻ dữ dằn lắm mà. Hình ảnh đồ, hồi xưa là cao to con mà. Hồi xưa chơi nhau hồi nhỏ à? Đúng rồi. Chơi nhau hồi nhỏ là đẹp trai à? Đúng vậy. Con gái nhiều lắm à. Là có duyên, không phải nay mới lại gặp. Ờ, thì nó bị đang bị ứ đó đó. Rồi em có gì nếu mà khô thì em phải bôi dầu vô nha, đừng để đó nó bị tắc đó đó. Cái cẳng tôi nó bằng á, hay là tôi loại bộn nhiều là không được. Không, mấy cái chân bằng là mấy chân nhà giàu ông ơi. Cái chân á mà nó hốp vô á là mấy đó loại bộ chết bà luôn á. Còn mấy ông mà bằng bằng là nhà giàu, nó bằng rớt à. Chân bằng nó chạy bộ không được. Chân bằng chạy không được. Ngồi chỉ huy thôi. Loại bộ nhiều là nó mỏi chân liền. Nó mỏi chân nó cũng là một cái phần của do suy giãn tĩnh mạch chân nó vậy. Nó mỏi với đi hơi nó phù chân lên. Nhưng mà ví dụ 8, 16 là bắt được nó đỡ. 16, 8. 16, 8. Để có việc lấy kết bạn cho lâu em gửi bài qua cho. Đi về coi. Cái kết tập, kết ăn. Bây giờ tới cái tuổi này rồi á, là cái quan trọng là mình ăn uống. Cách ăn uống, biết cách ăn là được rồi. Thấy không? Chỉ ăn 16-8 thôi chứ không cần phải kiêng cử món gì muốn gì hết thầy. Hả? Chỉ ăn 16-8 thôi. 16-8 thôi chứ không có kiêng gì nữa. Em ăn được gì em ăn. Ăn một chó. Mẹ. Rồi, không rồi, rồi. Con rồi nói tiếp nói nghiệp ở đó mà bán. Bán chứ. Có thằng con nữa. Nó rồi thôi 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 để chưa bệnh đừng ngồi bàn. Ủa chuyện buôn bán ở đây nữa. Để cho ông yên đi. Cho ông yên đi, nó rồi nghĩ tới chuyện đó rồi. Hai bữa nay lội thấy mồ luôn. Ở trên cái phía cái gối á, nó có cái cơ gọi là cơ tứ đầu. Cái cơ tứ đầu đó là nó bấu vô cái xương của cái đầu gối á, lên cái xương háng của mình nè. Nó thành ra là khi nó đau ở đầu gối á, thì nó bị luôn cái bẹn nữa. Thành ra đi cái là tự nhiên cái bên bẹn mình á, bên háng mình á làm như nó bị bứt vậy đó. Thì là do cái cơ nó kéo. Rồi hai bên hông cũng như bên trong bên ngoài nó có cơ đùi trong, cơ đùi ngoài. Thì thường thường á là những cái người mà tuổi lớn á, rồi cái hai cái khớp gối á là nó chạm vô nhau. Thì nó chạm vô nhau á, thiệt ra là do nó yếu mấy cơ này. Thì mọi người nhìn á là lợi á, nó sẽ làm cho mấy cái cơ này mạnh lên. Này mình nhìn thấy nha. Đó, tức là nó giải cái cơ ra, rồi nó làm cho mạnh cái cơ tứ đầu. Rồi khi mà cái cơ này mạnh xong á, nó kéo luôn cái cơ kia xuống. Và hai cái cơ nó mạnh á, thành thử là nó giữ lại cái khớp gối. Từ từ nó rời ra. Cho nên á,
là có những cái trường hợp mà ta bị khớp gối á, người ta bác sĩ kêu mổ thì bác sĩ thì cứ nhìn thấy hai cái xương nó chạy nhau thì cho mổ, nhưng mà mình khi mà mình làm mạnh những cái cơ này lên á thì nó kéo hai cái này ra thì nó không dính vô nữa thì không có vấn đề mà phải là mổ miếng gì hết. Rồi cái tiếp nữa là khi mình kết hợp á, ăn 16-8 thì lúc đó là những cái cơ này nó điều chỉnh ra lại hết, ngay cái đầu khớp gối nó cũng tiết ra là cái chất để mà nó bù lại, nó không có bị tổn thương nữa, chất nhờn nữa lại. Thành thử là mọi người thấy á, là khi mà bấm những cái điểm này á, là để giải những cái cơ cứng á, nó bó vô trong cái khớp gối, rồi chút xíu á, lại nó làm lại cái khớp gối này. Mọi người thấy bao nhiêu năm ổng ngồi á, xuống nó chỉ khôm tới đó là nó căng cứng hết rồi, tại vì nó bị giống như bị chai vậy đó. Thì bây giờ chút xíu sao làm sống lại thì ông sẽ phải ngồi xuống được, thấy không? Không được, không được, nhưng không được, thấy không? Thì ăn tiền là chỗ đó đó, người ta tiền rớt tùm lum là vậy á. Mà cái đó là hồi xưa là ở trong mình học nó không có cái đó. Thật ra khi mình phát hiện ra mình thấy hay quá, hay quá. Mình làm nhiều người, vừa rồi là hai thầy trò làm ở chùa, ở chùa có một cái bà bác sĩ, bà 50 năm hành nghề bác sĩ đông y, mà bà bị cái khớp gối, bà bị mười mấy 20 năm rồi. Rồi sau đó lợi làm cho xong cái khớp gối xong, bà cô ngồi xuống đứng dậy được, rồi bà chạy vô nhau nhau được, bà mừng quá, bà lại bà xá. Tôi tội nghiệp lắm. Bởi vì bà nói hồi xưa giờ ta làm này, ta không bao giờ ta nghĩ là có cái bấm huyệt mà được hay gì được, mà cũng đi chăm cứu mấy năm trời luôn á, mà không có hiệu quả vậy, lại làm đây con chút xíu lại ngon lành. À, tại vì cái đó là cái vấn đề cơ. À. Thầy nhưng con làm trường hợp cũng như làm cái người ta khỏe liền, cái từ sau cái nó lại bị trở lại nữa. Cho nên á, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì khi em làm em đang phục hồi lại, nhưng phục hồi đó phải có tính cách bền bỉ á, là mình phải ăn 16-8 nè, rồi phải hớp không khí nè, rồi phải chườm đá nè. Nhưng mà thường thường người bệnh nhân á, người ta lười lắm. Ví dụ như là khi mình làm cho người ta xong rồi, người ta thấy bớt rồi, tôi khỏe rồi, người ta về tuần lễ sau tôi quên mất tiêu, chườm đá cũng chẳng chườm. Có mình lại đây bao nhiêu người hồi mấy năm nay á, họ hỏi đâu đá đâu, họ cất đóng ở nhà, bờ chườm không chườm, với hai vợ chồng này có chườm đâu, thấy không? Rồi đi mua cái đóng ra, có chườm không? Nãy giờ nói vậy ha, kêu quả mâu giờ ai đã chườm, người thứ sáu cục con ăn người để hai bên. Có ăn 16-8 không? Để ăn 16-8. 16-8 thì không? 16-8 thời gian hết rồi, thằng nói chung nó cũng đi làm hết rồi. Cao em số nó buồn tiền lần ăn 16-8 thì bảo quên. Nhiều lúc ăn hầu tinh ta đạp tao đó thì về cũng làm được ít từng. Rồi bắt đầu cuối cùng rồi đi làm rồi. Số rồi quên quá, luôn. Nó bụng quá cũng ăn thôi không sao cứ ăn đi. Cho nên đó là anh chị bây giờ mình tuổi lớn rồi, mình tuổi lớn rồi thì mình cố gắng mình sắp xếp cái ăn uống mình lại, mà mình thực hiện được cái đó là khỏe lắm, người nó khỏe khoắn lắm. Đó để... Rồi phải xài nhẫn thôi, rồi phải xài nhẫn rồi. Đó có rồi. Ông này thì sáng cà phê rồi phải ăn sáng, rồi mới đi làm để vậy đó. Thành ra đợi tới 9 giờ chịu nổi. Có khổ vậy, để cái chạy cái miệng nó hại cái thân mà vậy. Đó ngồi đó, ngồi không gì khó làm vậy đó. Đấy. Cái thì ngồi không mình làm. Thầy làm sao làm vậy đi, đừng làm chỉ một ngón tay thôi nè. Làm các ngón chứ. Làm các ngón. Thầy làm sao làm vậy đi. Thiệt ra là trong các ngón á, là tôi nói để cho mọi người nhìn nè. Cái ngón cái này á, nó liên hệ tới cái não của mình, đầu não của mình. Ha, để bộ thần kinh rồi là cái này. Còn ngón trỏ này á, là nó cái dạ dày. Còn cái ngón giữa này á, là huyết áp cao. Cho nên dù mà em thấy huyết áp mà thấy hơi cao chút á, cứ việc nắm tay này kéo nè, kéo ra chừng 5-10 cái, rồi bắt đầu lấy nhẫn đánh cái huyết áp xuống liền. À,
Còn cái ngón trỏ, ngón áp út này là ngón về gan. Còn cái ngón út này là ngón về thần kinh. Út thần kinh này là gan, ngón áp út chiếc nhẫn là gan, còn này huyết áp, còn ở đây bao tử, còn này não. Bao tử là ngón trỏ đó thầy. Tự ngón đầy. Ngón trỏ. Rồi làm sao cho nó rõ thầy ạ? Thì bây giờ vuốt lấy nhẫn làm. Nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Chiếc nhẫn. Chiếc à. Có. 5 lô chiếc nhẫn à. Lấy nhẫn, lấy nhẫn là ủa, nó đang bị bao tử nặng như này đó. Đấy. Lên này nói, rồi bây giờ cái bị đào ngược thực quản luôn cái gì? Dạ đúng. Trời ơi, cái chuyện nó dễ dàng. Ủa dễ hả thầy? Thầy nói xong nghe nó lạc quan quá vậy chứ. Không. Tôi nói á, mà trào ngược thực quản á, thầy mấy bà tôi thách luôn bác sĩ cho thuốc uống. Uống vô hết xong rồi ngưng thuốc bị lại liền. Trào ngược thực quản không có chữa được. Nhưng mà thứ nhất là nghe lời tôi đi nha, ăn 16-8. 16-8 nữa. Không. Tôi bảo đảm mà. 16-8 thì trong vòng một tuần lễ thôi thì không còn trào ngược, nó không có viên thuốc nào nữa. À, rồi hút không khí, còn chồm đá thì chồm gan với chồm ngay đây nè. Rồi thử mình. Rồi một cái nữa là nước ớt á, mua ớt hiểm. Ha. Có chai nhà. Rồi chai nhà, nhưng mà về này nha, đừng có mấy bà kia dùng không đúng. Là lấy ớt hiểm á, một lần ăn á, một muỗng cà phê. Ha. Rồi bỏ miếng da ua, trộn vô, rồi ăn cơm no xong rồi bắt đầu mới dùng nó. Thì nó mới làm cho lành cái bao tử. Và chứ không nhớ, tôi nhớ thầy chạy là tới dầm rượu gì đó thôi. Đi dầm rượu á, rồi tôi nói cho nghe nè. Hồi xưa á, là cái này á, là tôi á, là tại vì tôi cái thằng bạn, nó là bác sĩ, mà nó không bao giờ thích mấy vụ này. Nó cho rằng mấy vụ này xạo hết. Nó không tin, nó kêu mình chữa thuốc, nó không tin. Nhưng bữa nọ nó kiếm tôi, nó nói, ê mày, tao có cái tàu thuốc này hay lắm, tao nói nghe mày nghe tao thuốc là tôi tức cười rồi, bị nó không bao giờ tin. Thì nó tin là tại vì cái công trình mà dùng nước ớt á, là ở đường đại học Harvard nó làm. Mà người uống là ai? Bà vợ của ông Bill Clinton. À, bà uống chuyên môn uống nước ớt mà bà chống được cái bệnh tim mạch đó. Bởi vì nó chữa tim mạch tuyệt vời luôn. Để làm ngâm cho vợ uống này là nhiều á. Đấy, thế thì như vậy á là nó mới nói với tôi á là bây giờ á là tao á mà nó thứ nhất là nó béo, thứ hai á là nó bị cao huyết áp, thứ ba nữa là cholesterol trong máu cao, thành ra là thứ tư nữa là gan nhiễm mỡ. Thì thằng này nó ngâm kinh khủng khiếp lắm, nó ngâm á 200 gram ớt cho 1 lít rượu. Tôi sao thì tôi bớt còn 100 gram ấy chứ. Thằng đó nó khoa tới 200 gram. Rồi nó dắt nước cốt ra xong rồi ha, 15 ngày sau nó dắt nước cốt ra rồi nó uống. Nó uống như vậy á, mà trong vòng 3 tháng trời huyết áp cũng hết nè, rồi cholesterol cũng hết nè, gan nhiễm mỡ cũng hết nè. Rồi á là nó lợi nó, trời ơi sao mà hay quá. Nó mới nói, mới đi khoe với mình. Nên là mình mới phổ biến ra, nhiều người dùng, ai dùng cũng kết quả. Thấy không? Mà hay nhất là cái chỗ tại vì nó là ớt, nó vô cái nước ớt á, nó vô nó làm cho những cái cục máu đông trong cái cơ thể mình á, nó tan ra hết, nó không có làm cho bị đột quỵ tim. Trước là thầy dạng là làm về làm nước ớt ngâm rượu rồi cứ ăn cho ua đó. Cho ua đó. Cho ua. Chồng tấu nào cũng ăn, nó ăn mũi tấu. Mình. Cái tấu đi là cái việc á. Đó. Nhưng bây giờ bao tử nặng phải, của bà là phải nhịn ăn cho tôi đi. Nhìn đang là mất rồi ơi. Bây giờ đang có bị trào ngược thực quản. Thôi, nói luôn để đừng trào ngược thực quản rồi mình ham ăn quá vậy. Ăn nhiều quá. Bây giờ ngưng ăn lại là hết liền. Cái nước ớt đó ngâm bao lâu mới uống được thầy? Giờ 15 ngày. Đó mọi người nhìn thấy không? Cái kéo cái cơ đó là cái cơ đó là cái cơ đùi trong đùi dưới á, thấy không? Thì khi kéo đó nó mạnh lên, mà đồng thời là khi kéo vô tới cái phần mà cái bẹn á, thì cái đó làm cho mạnh cái cơ bên phía trong nữa, thành ra là nó làm mềm luôn. Bởi vì
là khi sờ vậy là chỗ nào mềm á là nó làm cho chỗ nào cong căng cứng thì làm cho mềm luôn. Đấy. Lo cho làm cái gì về hình kia. Có điện thoại ai kệ ai. Nhìn đó, nhìn học đó nha. À, cái này về sau này bà xã bị đầu gối rồi đó. Em cứ làm y chang vậy đó, nó nắm kéo vậy đó. Em có kết bạn Zalo với tôi rồi phải không? Được rồi, tôi gửi bài cho đó. Nha. Hồi qua tôi có gửi bài mà bị viêm rồi khớp dạng thấp cái cách làm đó chịu khó coi về kết bạn ra là tôi gửi bài chứ gửi kết bạn với anh gửi bài Zalo bên này mình dùng được không được anh ra đưa máy về anh bấm vô lý sao rồi thầy cho cái số Zalo em gọi vô không được nè anh ta mới gọi qua cho cái anh tên gì đó anh thiệt sao gọi được bài bây giờ có Zalo có chưa dạ chưa rồi ghi làm rồi ghi đi 038 038 người vô. Bây giờ vô cái phone hả? Vô phone trước. 038. Đó thấy không? Thấy cái tài kéo không? Đó. Thì nó làm mạnh cái nhựa cái gì. 038 sao nữa thầy hả? Rồi 311. Rồi 311. 8247. 8247. Rồi kết bạn đi. Rồi em yêu cầu vô Facebook đó, vô Facebook á hả? Còn cái này là em Zalo gì? Vô Zalo. Oh no. Vô Zalo rồi thầy mới lấy này ra khỏi anh đi. Cái này bỏ tài. Vậy thì thôi làm gì nữa. Cái bài học mà điều chỉnh khớp gối là đó nãy giờ thầy làm hả? Đó đó đó. Thầy đưa cho anh bấm cho đưa. Mà ở đây không cần phải cái. Ở đây tụi này quay lại hết á. Thật ra để cho mọi người học chứ không có giấu gì. Nói anh rồi đó. Mấy cái này là thực ra là ngoài nó làm nhiều tiền lắm. Làm mấy tay về chuyên môn là thế này học mình kỹ hết, không có giấu cái gì. Phải này vậy mới được. Mình đâu có cứu được thiên hạ đâu. Phải nhiều người cùng nhau lo chứ. Như chị phải vô cái app. Ừ, chị mới đào chị mới download cái Zalo xuống. Dạ. Yeah. Chưa làm gì không biết nữa đâu để thử coi hồi xưa có kỳ đang làm thì có người khác dạy có nghĩa là dạy vừa làm á mà bây giờ để thử không đâu. Không ai làm giỏi gì. Nào, không ai giỏi đó không có làm gì. Anh giỏi. Rồi rồi. Luôn gì đó là xài Zalo đó. Đó. Thấy kéo cái chân không? Thì khi kéo chân nó mạnh cái cơ xong rồi thì nó lại mạnh cơ xong thì nó giật vậy đó thì nó làm rời khúc gối ra. Không? Rồi giờ là chút xíu là mới làm mềm mà cái này làm là cái cực lắm. Tại vì ông to con ấy, chân cẳng ông to. Đó. Nếu mà người nào mà mổ để xương vô rồi là không dám đụng đâu anh thầy. Để đi sát vô thì mình cũng tác động được nhưng mà mình không có kéo lôi đồ này nó được. Dạ, không có chích cái chân được. Rồi đó là cái khớp gối á thì nó lại ảnh hưởng luôn cả khớp háng. Cái động tác mà làm đó là cũng phải mở khớp háng ra. Thấy không? Mình căng là căng hết. Nó đang vô đó mà không biết có phải nó trong cái gì mà là ai á nó đúng rồi đó đúng rồi từ từ nó mới vô được cô
giảng đó, thì vẫn tin mặt đó. Thả lỏng, thả lỏng. Dạ. Đứng gần lại. Đứng nhiều quá. Đứng nhiều. Đứng nhiều. Anh nấu nướng được mà. Nấu nướng đứng nguyên ngày luôn. Nguyên ngày luôn đêm. Nó khuya luôn, tối nhậu nữa. Nhờ là không có nhậu á, tôi biết làm nhà hàng mà không bao giờ, không bao giờ uống rượu, một chai bia cũng không dễ nữa, người ta cũng phục tôi chỗ đó đó. Hồi trước tôi không có, nó từ Việt Nam tới giờ. Việt Nam mà đó chưa làm nhà hàng thì làm nghề mũ được khá lắm, đêm nào cũng ăn tủ lầu, mấy anh em uống bao nhiêu chai uống tôi trả tiền, tôi không uống, với cái thuốc lá là tôi không hút. Hai thứ đó. Ủa, cái đó là đặc biệt. Đâu có gì đâu. Rồi bây giờ làm từ từ vô đi, bây giờ. Đâu? Thầy luôn. Con làm đào được cái con tải xuống được đào cái Zalo rồi nè. Bây giờ chắc phải kiếm cái mấy cái phách quơ cái mấy cái gì cái mã mã số của chị á. Mã số. Mã số tàu, mã số của Facebook của anh đó. Không, cái này cái điện thoại mà số điện thoại mà. Đào. Vậy bỏ số điện thoại mới kêu làm gì làm đấy. Đâu được. Làm gì nó tự nhiên đâu nó biết hết anh. Bây giờ bỏ số của mình vô, cái số đó đó em bỏ giùm vô thử. Cái số điện thoại của chị đi. 472. Anh cần anh đánh luôn đây. 472. 548. 548. 737. 737. Rồi cái password của... Password hình như... Password của cái... Thầy chứ password tôi là hình như bấm... Password là... Password của cái... Cái iCloud chị á. Cái gì? Cái... iCloud của cái số của anh á. Cái này với iCloud. Không, cái điện thoại của tôi thì tôi xài chung Zalo với ảnh luôn. Tôi chưa có mở cho nên cái số để bấm cái password bấm password thôi nó cũng vô luôn cái đó luôn á. Password trên nó cũng là cái mật mã nó cái của anh nó mới làm hồi tối là mới đó không biết là những gì á, riêng cái tờ giấy nhà sáng rồi mới được đi vô. Cứ quên. Bẻ nó bị dính khớp hang cái này. Dính luôn khớp hang rồi. Khớp hang bẻ lấy bẻ không được. Bẻ gãy xương à. Ừ. Đi làm. Ừ, thôi làm mềm được tới đâu hay tới đó. Chứ mày bẻ gãy thì gãy xương không giờ tôi làm chi. Đâu cần biết bẻ gãy xương hồi xưa giờ đâu có nợ máu gì đâu. Thì cái khớp hang mà nó muốn mềm á là phải chườm đá lâu dài. À, giờ nói người có bán luôn. Hết vô. Thở ra, thở Nguyễn. Ủa, bạn bấm password vô chưa? Chưa hả? Không có nhớ cái số password, tại nhìn con nó mới mở hồi tối, không có nhớ. Đặt anh, chứ đặt. Đặt tiếp, đặt vô, đặt người, đặt vô người. Hết vô. Thở ra. Quất. Vô vào quý đặng. Cứng. Ngắn. Năm mấy nãy là cái hai cái cẳng nó vậy nè. Yeah. À đó không có vậy. Cái số của trên nó quý đang. Còn cái gì mà nó kêu anh nói gì, cái gì mà lấy hơi ra hết trong bụng ra làm mềm cái bụng đó là tay có tay hay gì. Tôi bị ra. Đúng rồi. Thấy là có gì. Đó cái này là của em đó, nó nói gì. Được chưa? Thở ra. Đâu rồi? Rồi, cho anh lấy quần cho anh mặc đi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em.
anh em. Chùm gan nào anh em.